Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Lina xin mời các bạn cùng vào bếp để làm một món ăn rất là ngon mà đa phần chị em phụ nữ mình đều rất là yêu thích. Đó là món gỏi đu đủ Thái Lan. Và để làm cho cái món gỏi đu đủ Thái Lan thì trước tiên mình sẽ có ở đây là đu đủ. Các bạn lựa đu đủ mà cái nó còn xanh và giòn như thế này thì khi mình làm gỏi nó sẽ rất là ngon. Và các bạn lựa thì đu đủ nó phải được cứng nha các bạn. Rồi, cái nguyên liệu thứ hai đó là cà chua. Mình sử dụng cà chua bi, nước cốt chanh, tỏi. Món này các bạn sử dụng nhiều tỏi nó mới ngon. Rồi, ở đây là đường. Lina sẽ không có sử dụng đường cát mà mình sẽ sử dụng cái đường thốt nốt. Đây là đường thốt nốt nè. Mà cái đường thốt nốt này là nó người ta đã nấu chảy nó ra rồi nha các bạn. Đây, các bạn có thể tìm mua cái đường này ở tất cả các chợ Việt Nam. Nếu mà các bạn không tìm được cái loại mà như thế này thì các bạn mua cái loại đường tán cũng được. Đường tán mà đường thốt nốt đó. Rồi, Lina sử dụng thêm một củ cà rốt để cho cái màu sắc nó được đẹp. Nếu các bạn không thích cà rốt thì không cần phải cho vào nha. Ở đây mình có rau răm. Rồi, rau thơm. Rau thơm. Đây, đây là rau thơm. Đậu phộng. Đậu phộng rang. Nước mắm. Và ớt. Nếu như mà các bạn thích ăn tôm thì các bạn có thể cho tôm vào, nhưng nếu các bạn không thích ăn tôm thì các bạn cũng không cần phải cho vào luôn, cũng không sao hết. Món gỏi của mình cũng sẽ rất là ngon. Về cái nguyên liệu thì các bạn cũng có thể làm theo cái sở thích của mình là tôm hoặc là tôm khô cũng được các bạn. Trước tiên thì mình sẽ bào cái phần đu đủ này ra nha. Mình cắt bỏ vỏ đi. Mình sẽ mang bao tay vào để cho cái mũ nó không có dính vào trong tay của mình đó. Đu đủ của mình rất là giòn luôn. Đu đủ sau khi bào xong thì các bạn sẽ chẻ ra và mình bỏ hết cái phần hột ở bên trong nha. Các bạn nhớ là mình sẽ lấy hết cho kỹ cái phần hột này đi. Nếu mà mình còn sót lại thì khi mà mình ăn, mình lỡ trúng một cái hạt đu đủ nó đắng thì sẽ không có ngon nha. Và bây giờ mình sẽ đem cái đu đủ này đi rửa cho nó sạch cái phần mũ ở bên ngoài. Sau khi mà đã bào và rửa sạch cái vỏ bên ngoài thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bào cái đu đủ của mình ra thành từng sợi nha. Các bạn sử dụng cái băng bào này nè và các bạn bào nó ra. Mình không có bào thẳng từ trên xuống đây, bởi vì làm như vậy thì cái sợi đu đủ của mình nó rất là dài. Nhưng mình sẽ bắt đầu mình bào nhỏ nhỏ thôi, mình bào ngắn thôi. Mình bắt đầu từ đây nha các bạn, đó. Mình bào như thế này nè, cái sợi đu đủ của mình nó ra ngắn và ăn nó sẽ dễ hơn nha các bạn. Đó, các bạn nhìn nè, sợi đu đủ của mình nó ngắn này nè. Đó, và sau đó mình sẽ làm tiếp bên đây. Bào ngắn ngắn thôi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục bào hết cái phần đu đủ này luôn. Củ cà rốt thì mình cũng sẽ bào sợi luôn nha các bạn. Mình cũng bào ngắn ngắn như vậy. Mình không có sử dụng nhiều cà rốt. Mình chỉ sử dụng một ít, một củ thôi là cũng đủ rồi, bởi vì mình làm như vậy để cho nó có cái màu sắc nó đẹp một chút thôi. Chứ cái nguyên liệu chính của mình vẫn là đu đủ nha các bạn. Nếu mà các bạn sử dụng nhiều cà rốt quá đó, mình ăn nó sẽ lấn át đi cái vị của đu đủ. Đó, mình vừa bào mình vừa xoay tròn cái củ cà rốt như thế này nè. Rồi, bây giờ đến một cái công đoạn quan trọng nhất của cái phần gỏi này, đó là cái phần làm
nước sốt để trộn thì các bạn cũng đã từng thấy ở trong phim hay là những cái nhà hàng đó, thì khi mà mình là họ trộn cái gỏi này thì họ sẽ cho một nhúm đu đủ rồi nước mắm cũng như là đường chanh rồi đậu phộng tỏi ớt vào trong đây để họ giã ra chung luôn ở trong cái cói này. Nhưng mà mình thấy là cái đó là chỉ cho trong nhà hàng thôi, bởi vì mà họ bán cho mình đó, họ làm một cái phần rất là ít cho nên là họ mới làm như vậy được. Còn ở đây thì mình làm cho tiệc hoặc là đãi cho cả nhà ăn với một cái số lượng gỏi lớn như thế này, mình không có thể nào mà bỏ từng một chút vào trong cói này mà mình giã hết. Nhiều đây thì rất là lâu ha các bạn. Và mình làm từng phần như vậy thì mình sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Bởi vậy cho nên là Lina hôm nay sẽ chia sẻ cho các bạn cách mình trộn một cái hỗn hợp sốt, sau đó mình sẽ cho vào trộn trong cái gỏi đó luôn. Mình không có cần phải cho từng chút một vào trong cói này để mà mình giã nha. Trước tiên thì mình sẽ cho tỏi vào trong đây. Cái món gỏi này chúng ta cần tỏi nhiều thì nó mới ngon. Và hôm nay thì Lina sẽ làm hai cái phần sốt, một phần là có ớt và một phần không có ớt. Là bởi vì mình làm đãi tiệc thì mình sẽ làm hai phần có ớt và không ớt để cho trẻ em nó cũng có thể ăn được. Nếu mà tại vì căn bản là cái gỏi đu đủ Thái này nó rất là cay luôn. Nếu mà mình cho ớt vào thì những cái em nhỏ không có ăn được. Cho nên là Lina sẽ làm một phần sốt có ớt và một phần sốt không có ớt. Rồi bây giờ thì Lina sẽ cho vào đây là 6 muỗng canh đường thốt nốt. Lina sẽ sử dụng cái muỗng như thế này, 6 muỗng canh này. Mỗi một phần sốt trộn như vậy, mỗi một cái tô sốt như vậy là 6 muỗng canh đường thốt nốt. Thì cái đó là theo khẩu vị của Lina thôi, nhưng cũng còn tùy vào các bạn nha. Thì các bạn cứ pha theo cái liều lượng này và các bạn trộn. Nếu mà các bạn trộn mà thiếu sốt á, cảm thấy chưa vừa ăn thì mình sẽ pha tiếp theo cái tỷ lệ như thế này. Rồi mình dùng cái chày này mình giã cho nó ra. Mình giã cho cái đường á, nó chảy ra. Cái phần này là mình sẽ làm là không có ớt. Thì có ớt thì cũng giống y như cái liều lượng như vậy thôi, chỉ có khác là các bạn sẽ giã ớt vào trong này. Rồi mình sẽ cho nước mắm vào trong này. Nước mắm của mình là nước mắm này nó không có mặn nha các bạn. Cho nên là mình sử dụng 12 muỗng canh nước mắm. Nước mắm của mình nó không có mặn cho nên mình sử dụng 12 muỗng canh, và cũng còn tùy vào liều lượng, tùy vào cái độ mặn của nước mắm mà các bạn sử dụng nữa. Các bạn gia giảm cái liều lượng cho nó phù hợp. Rồi mình sẽ trộn đều cái phần nước sốt này lên. Và để cho cái phần sốt này nó được tan đều ra thì Nina sẽ cho vào trong cái lò vi sóng. Mình quay 40 giây. Nếu mà nhà các bạn không có cái lò vi sóng đó, thì các bạn cho vào nồi và mình nấu cho nó tan đường cũng được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào trong cái lò vi sóng để mình quay nó 40 giây. Đây. Đây là cái phần sốt. Mình quay 40 giây xong thì nó đã tan đường ra như thế này nè các bạn. Nó kẹo như thế này nè, thì mình trộn cái gỏi nó mới ngon nha. Và các bạn cũng nêm nếm lại cho vừa cái khẩu vị của mình. Rồi Lina sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh nước chanh. Mình sử dụng cái muỗng canh này. Mình thêm 1 muỗng nước chanh nữa là 3, cho cái vị gỏi nó hơi chua chua một chút. Ở đây là mình sử dụng 6 muỗng canh đường, 12 muỗng canh nước mắm và 3 muỗng canh nước chanh. Rồi đây là cái phần sốt mà không có ớt. Và cũng như vậy, cái phần sốt mà có ớt thì các bạn cũng làm giống y như vậy. Và chỉ khác một điều là các bạn sẽ cho ớt vào trong và các bạn
giã cho nó nát ra, trộn vào trong cây chung với cái sốt này nha. Và đây nè các bạn, đây là hai cái phần nước sốt trộn mà mình vừa làm xong, một phần là có ớt và một phần là không ớt. Tuy nhiên hai cái liều lượng này nó cũng giống như nhau thôi nha các bạn. Rồi đây là rau răm. Rau răm mình cũng chặt nó ra luôn. Rau răm và cái rau thơm thì mình tập mình lấy lá thôi. Rau răm cũng như rau thơm mình sẽ thái rối nha các bạn. Mình không có thái quá nhuyễn, mình sẽ thái rối, như vậy nó sẽ ngon. Mình ăn mình sẽ ăn được cái cọng rau nó sẽ ngon hơn. Bây giờ thì tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng hết rồi. Mình sẽ bắt đầu trộn cái gỏi này nha các bạn. Hôm nay mình sẽ không có sử dụng tôm khô bởi vì gia đình mình không có ai thích ăn tôm khô và mình cũng không có sử dụng tôm thịt luôn. Là bởi vì hôm nay là cái ngày Thanksgiving á. Mình biết là cả gia đình của mình sẽ có rất là nhiều món để ăn, thịt rồi hải sản rất là nhiều thứ luôn. Cho nên là mình không có muốn làm thêm tôm thịt nữa. Bởi vì như vậy ăn vô nó sẽ rất là ngán. Và mình chỉ muốn làm cái món gỏi này nó giống như là một cái món salad để mà ăn kèm, để cho bớt ngán. Cho nên mình sẽ không có sử dụng thêm tôm thịt ở đây. Đây, mình đã chuẩn bị hai cái tô sốt. Và mình cũng sẽ sang cái gỏi này ra làm hai. Mình sang cái đu đủ này sang hai làm hai phần. Và mình quên nói với các bạn là cái đu đủ này sau khi mà các bạn bào ra thì các bạn cũng đem rửa lại với nước và để cho thật là ráo nha các bạn. Mình trộn đều lên để cho cà rốt với đu đủ nó đều với nhau, cho nó ra cái màu đẹp chưa. Nhìn cái màu sắc nó đẹp chưa nè. Đó, mình hôm nay mình trộn mà nhiều gỏi như vậy mà nếu mà mình làm mình giã từng phần nhỏ 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 như vậy thì không biết khi nào mới có ăn luôn nha. Nên là mình sẽ trộn cái sốt. Rồi mình làm một cái tô sốt, sau đó mình trộn vào như vậy thì nó sẽ nhanh hơn. Các bạn thấy nhiều vậy thôi chứ khi mà mình làm xong nó xìu xuống. Nếu như mà các bạn muốn ăn chua thêm thì các bạn có thể cho vào một ít nước chanh. Cho vào thêm trong này một ít nước chanh nữa. Còn nếu mà các bạn nào không có thích ăn chua nhiều thì không cần. Bởi vì mình cũng đã có cho nước chanh vào trong cái phần nước sốt trộn của mình rồi. Rồi mình sẽ cho cà chua vào đây. Các bạn xem trong phim hay là trên nhà hàng đó thì người ta cũng sẽ dầm cái cà chua này, cái gỏi với các thứ ở trong một cái cối thật là lớn luôn. Ở đây mình không có cái cối lớn như vậy để mà dầm, cho nên là mình sẽ bỏ cho cà chua vào trong này và mình sẽ trộn như thế này. Mình sẽ bóp như thế này để cho nó ra cái chất cà chua đó. Rồi mình sẽ cho sốt vào trong này. Mình cho một nửa trước. Mình cho một nửa vào trước và mình trộn. Mình trộn từ từ. Đó, rồi mình sẽ cho hết luôn. Và thường á, khi mà mình trộn gỏi đó các bạn, mình sẽ trộn bằng nước mắm. Tuy nhiên mình cũng sẽ dằn thêm một tí xíu muối để cho cái vị của nó được đậm đà hơn. Mình cho tí xíu thôi. Đó là kinh nghiệm của riêng mình thôi. Các bạn cho nửa muỗng cà phê hoặc là một muỗng cà phê muối tùy vào cái số lượng gỏi mà các bạn làm. Và bây giờ mình sẽ cho cái rau răm cũng như là rau thơm thái rối vào trong này. Mình cho một ít vào trong này trộn, sau đó chừa lại để một chút nữa mình rải lên trên mặt cho nó đẹp. Và mình cũng rắc một ít đậu phộng lên trên mặt luôn. Rồi, một ít rau thơm.
và cái món gỏi đu đủ Thái Lan của mình như vậy là đã hoàn tất rồi. Cảm ơn các bạn đã xem cái video clip này. Nếu bạn nào thích món ăn này của mình thì các bạn có thể like và share cho bạn bè của mình cùng xem. Và các bạn đừng quên đăng ký subscribe để ủng hộ cho kênh của mình, cũng như là sẽ được xem những cái video mới nhất mà mình sẽ up lên. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong món ăn lần sau. Bye bye!